con à, hai mẹ con mình đã trải qua biết bao nhiêu tủi nhục ê chề, phải nằm gai nếm mật để mong có được ngày hôm nay. Ngày mà con kế vị ngai vàng và bước lên ngôi thiên tử, mẹ cũng sẽ tiếp tục làm tất cả để bảo vệ cho con, đến khi con khoác áo long bào rồi chễm chệ trên ngai vàng chính mẹ. Như vậy mẹ ôm cái gai vàng của mẹ đi, con không cần, con chỉ cần người con yêu thôi. Nếu không có nàng, con sẽ không thiết tha bất cứ thứ gì trên đời này, kể cả đó là gai vàng hay là ngôi vua chính bệ. Không, không, con à, con không được nói như vậy. Con trai của mẹ không phải là người như vậy. Con của Huệ Phi này nhất định không thể là một kẻ yếu hèn nhu nhược, chỉ vì một đứa con gái thân phận thấp hèn mà bỏ đi chi lớn. Vậy thì mẹ muốn con phải làm sao đây? Ngôi cao để làm gì, quyền lực để làm gì, khi mà ngay cả người con gái mình yêu cũng không chọn được hả mẹ? Con chỉ cần ngồi trên cao thì thiên hạ sẽ về tay con. Đến lúc đó con muốn hằng ngà hay tiên nữ thì cũng có mà con. Con chỉ muốn Vũ Tiểu Thơ thôi mẹ, không phải nàng thì con không muốn ai khác. Con thật là ngu muội, con làm cho cha mẹ thất vọng về con quá. Cha con đang ở trong đại lao chờ con lên ngôi để được phóng thích, nhưng con mẹ, con thì không. Ông ấy làm tất cả chuyện đó là vì con, vì tiền đồ của con, vì gia đình của chúng ta. Con có hiểu như vậy không hả? Giản Nhi, Giản Nhi, con làm sao vậy? Giản Nhi, Giản Nhi, con nghe mẹ nói không? Giản Nhi à, Giản Nhi, Giản Nhi, mình cần lắm. Ai? Có thích khách, có thích khách. Đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Trần Trung Kỳ Án phần 2 vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVNLI tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNLI trên Google Play hoặc App Store.